Xin chào các độc giả thân thương của Tiếp Thị Gia Đình. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 2 năm 2018, chúng ta hãy cùng lật mở lá số tử vi để xem có điều gì thú vị nhé. Trong ngày hôm nay thì lĩnh vực công việc mang đến cho các bạn tuổi Tý nhiều sự thành công và cơ hội cải thiện thu nhập của chính mình, nhất là khi bạn đang kinh doanh tự do. Bạn cũng nên chia sẻ thành công này với người thân, bạn bè để bầu không khí xung quanh trở nên ấm cúng hơn nhé. Về sức khỏe thì lá số tử vi ngày hôm nay cho rằng mọi thứ đang rất là ổn định đối với bạn đấy. Các bạn tuổi Sửu nên duy trì những giao dịch tài chính thật đơn giản trong ngày hôm nay, nếu không thì những nguy cơ thất thoát một số tiền lớn là có thật đấy. Trong công việc thì bạn có thể bắt đầu những dự án quan trọng. Còn trong gia đình thì bạn nên quan tâm đến người lớn tuổi hơn nhé. Trong ngày hôm nay thì các bạn tuổi Dần có sức khỏe khá là tốt và mối quan hệ đồng nghiệp của bạn cũng khá là hài hòa. Đặc biệt thì trong hôm nay bạn sẽ có được một cơ hội mới, chính điều này sẽ giúp bạn đến gần hơn với mục tiêu nghề nghiệp của mình. Trong chuyện tình cảm thì các bạn đang yêu nên bày tỏ với người ấy trước khi quá muộn nhé. Năng lượng vượt bậc giúp cho các bạn tuổi Mèo thành công trong những công việc mang tính sáng tạo như là nghệ thuật hay kiến trúc. Cũng trong ngày hôm nay thì bạn sẽ nhận được một lời đề nghị hấp dẫn và có cơ hội thăng tiến cao. Tuy nhiên về sức khỏe thì tử vi ngày hôm nay cũng nhắc nhở bạn nên đề phòng những nguy cơ viêm da dị ứng nhé. Trong ngày hôm nay thì tâm trạng của những bạn tuổi Thìn vô cùng phấn khích như sự thành công liên tiếp trong công việc. Những nỗ lực trong chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sức khỏe của bạn cũng rất là ổn định. Duy nhất chỉ có một điều bạn cần lưu ý trong ngày hôm nay là đừng vay mượn tiền hay cho người khác vay mượn để tránh những phát sinh rắc rối nhé. Hơn bất kỳ lúc nào hết, trong hôm nay các bạn tuổi Tỵ cần phải thể hiện tình yêu của mình với người ấy thật tinh tế. Bởi lẽ nhiều khả năng có một ai đó đang cố tình xen vào mối quan hệ giữa hai bạn. Công việc của bạn cũng khá là suôn sẻ. Về sức khỏe thì bạn cũng nên tăng cường sức đề kháng cho bản thân để tránh viêm nhiễm đường hô hấp đấy. Trong ngày hôm nay thì những bạn tuổi Ngọ còn độc thân sẽ cảm thấy rất hài lòng với chuyện tình cảm khi có được một cuộc gặp gỡ khá là thú vị. Sức khỏe của bạn tạm thời rất ổn định. Tuy nhiên trong công việc thì các bạn cũng nên đề phòng một người đồng nghiệp thân thiết đang có ý đồ chơi xấu bạn bằng cách giữ bí mật những thông tin quan trọng đấy. Trong ngày hôm nay thì một cuộc trò chuyện thông thường cũng có thể đột ngột chuyển thành trận cãi vã đối với các bạn tuổi Mùi. Chính vì vậy, tử vi đề nghị bạn nên hết sức chú ý khi giao tiếp và kiềm chế cơn nóng giận của mình. Bù lại thì bầu không khí gia đình của bạn rất ấm cúng. Cũng trong dịp này bạn có thể sẽ nhận được tin vui về đường con cái. Trong ngày hôm nay các bạn tuổi Thân đang cảm thấy rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Nhờ đó mà mọi việc liên quan đến bạn đều rất tuyệt vời. Cũng trong dịp này thì bạn sẽ có may mắn trong những chuyến đi xa hoặc là bắt đầu xây dựng một mối quan hệ dài lâu với ai đó. Các bạn tuổi Dậu đừng nên tham gia vào các dự án đầu tư nếu như không muốn mất một số tiền lớn. Trong công việc thì bạn chỉ cần duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp, mọi khó khăn về chuyên môn của bạn cũng sẽ được hóa giải. Về vấn đề sức khỏe thì bạn cũng nên đề phòng những nguy cơ về đường tiêu hóa. Một số bất thường có thể phát sinh trong công việc, chính vì vậy các bạn tuổi Tuất nên tạm dừng những dự án mới. Thay vào đó hãy tập trung vào những công việc hiện có. Gia đình và bạn bè chính là nguồn động viên lớn lao dành cho bạn. Sức khỏe của bạn thì không có gì đáng phải lo ngại cả. Các bạn tuổi Hợi sẽ có một ngày khá là thoải mái với mối quan hệ hiện có. Tình hình tài chính của bạn được duy trì ở mức cân bằng. Ở lĩnh vực sức khỏe thì các bạn sẽ có nguy cơ và vấp phải chấn thương. Chính vì vậy hãy thật cẩn thận, nhất là khi bạn đang chơi những môn thể thao với cường độ vận động cao.